Rồi anh em, hôm nay tôi chơi quả game Đo Kicker 2. Đây là game chiến thuật quân sự. Dịch tiếng Việt thì chắc là mẹ đạp cửa. Tôi chơi mấy game chiến thuật này bá mẹ luôn. Kiểu điều khiển các cái binh lính xong kiểu SWAT vào cứu con tin rồi cái đồng đội ấy này, bắt khủng bố đúng nghề. Trước mới chơi game này có hợp với nhà vào pha xem. Điều khiển bằng chuột này. Chuột phải là xem tầm nhìn này. Nhiều nút thế. Anh em yên tâm mà mẹ, dưới sự chỉ huy mẹ tài ba tôi thì mẹ, đồng đội gọi là mẹ ngồi chơi phải làm gì luôn, solo luôn anh em. Trong góc nhìn này chậu hay phết. Chiều mãi à, chưa xong anh em ạ. À đây rồi, đây là có hai đồng chí đây. Tôi sẽ gọi đồng chí số 1 là đồng chí Nam, đồng chí thứ hai là đồng chí Vọng. Sau đây là hai đồng chí vào căn nhà đang được bóng đêm bao phủ. Đồng chí Nam đầu tiên núp vào lùm đấy, lùi hay tiến, lùi đi anh, ngồi với cho tôi. Đồng chí Vọng, đồng chí Vọng ra đây. Đúng rồi, ngồi vào đây, nhìn vào cửa. Ôi, bắn luôn. Ôi giời, đồng chí Vọng úp mặt vào tường đấy kia thì bắn cái gì, đồng đội bắn chết hết hai thằng rồi. Tôi là phê bình đồng chí Vọng nhé. Đồng chí Nam cáu đấy, yêu cầu đồng chí Vọng đi trước. Có tiếng chó báo động à? Đồng chí Nam, thôi đồng chí Nam không vào đâu. Đồng chí Nam quyết định không vào vì đồng chí Vọng. Pha vừa rồi đồng chí Vọng quá lỗi. Sau đây đồng chí Vọng sẽ lấy tầm nhìn cho đồng chí Nam. Đồng chí Nam quyết vào trước. Đồng chí Nam lại hạ thủ thêm một tên. Đồng chí Vọng thì mang súng theo thôi. Có mang đạn không thì nạp cho đồng chí Nam đi. Đồng chí Vọng lại lấy tầm nhìn. Giờ này sẽ cho đồng chí Vọng lập công. Ui, kinh. Đồng chí Vọng đang lao súng. Đồng chí Nam đã tiến vào rồi. Hai thằng không đi cùng một lúc được nhờ. Đồng chí Vọng lại lớn tầm nhìn rồi. Căng quá. Hai thằng cùng lấy tầm nhìn, thằng nào đi. Vọng cùng lên trước. À, ôi anh bắn xong anh chạy về ngay chắc quá đấy, anh nhìn ngang đấy, có một thằng ở góc kia nhìn cái gì. Ôi cũng còn à, chắc đang ngồi vệ sinh à. Đấy, đồng chí Nam đã kết thúc trận đấu rồi, đơn giản thế thôi à. Tôi tưởng mẹ phải mẹ lém lịu lém liếc mẹ, mẹ hơi cay hơi kích như phim ý. Tiếp anh em ơi, dễ quá, hơi phê bình đồng chí Vọng thì dễ quá. Đây rồi, đạp cửa đây rồi, ném lựu đây rồi. Ủa,
giả kinh. Và chơi thôi. Xem phim ơi. Được rồi, có 3 tên khủng bố đang ở trong nhà. Cái đỏ đỏ là cái gì? Sniper support à? Tôi hiểu rồi. Là chúng ta sẽ có một anh thiện xạ và anh bắn tỉa hỗ trợ. Đầu tiên là đồng chí Vọng chân to. Anh sẽ là nhiệm vụ ném lựu đạn cay vào đây. Ok, hai thằng này sẽ bị choáng này. Đồng chí Nam sẽ vẫn phải có thằng đạp cửa à? Hay như nào? Phải có thằng vào chứ. Thử xem vào đã. Ném lựu thì mở mẹ cửa rồi còn đạp cái gì nữa. Đồng chí Vọng tiến vào. Đồng chí Vọng bắn chết anh rồi. Ôi, đồng chí Vọng đã hy sinh. Không sao, sự hy sinh của anh là anh dũng. Ta sẽ tuyên dương anh. Đồng chí Nam đi tiếp. Một mình đồng chí Nam sẽ solo. Anh Vọng chết nhanh quá. Chứ làm gì chết. Bắn chả để ý gì. Đồng chí Nam đang tiến từng bước một. Check nhà vệ sinh trước. Đội bạn đang không đi vệ sinh. Thằng nào tắm phải chết luôn đấy. Có một thằng, hai thằng. Anh Nam nó giải quyết gọn. Check thêm phát lưỡi cho chắc. Hết rồi. Đạp lốt đi. Đồng chí Nam có vẻ rất lưỡng lự. Biết có đủ máu không? Đồng đội ngã xuống sớm quá, gánh nặng trao về cho anh. Cả rổ chết. Ôi, tôi nói có sai đâu mà. Cả rổ luôn. Đấy, chúng ta phải phê bình đồng chí Vọng. Ta làm lại nào. Mở cửa ném lựu rồi thì đạp cửa làm gì nữa. Phi thẳng vào mà bắn, đúng không? Rồi, thế thì ở đây có hai thằng ở trong bếp này. Thế thì cho đứng thấp, chạy vào thấp thôi. Chạy vào cái chỗ kia, thằng đen nó bắn chết luôn. Đấy, đứng ở đây bắn này. Đi này. Ê, đúng rồi, đồng chí Vọng. Đồng chí Vọng sẽ đạp cửa thôi chứ tôi thấy đồng chí Vọng vào chết ngay đấy. Đồng chí Nam để múa may một lúc. Tránh đạn anh em ạ. Đấy, xong chạy ra, hợp lý không? Đấy. Trông cái đường đi nó thấy khoa học rồi. Đội bạn không thể biết bắn được chúng. Lách cái kia cơ mà. Thế chắc ngồi theo ngoài cho chắc. Chỉ vọng đạp cửa thôi. Tôi thấy không cần lựu đâu. Lựu thêm một dụng. Mà tôi nghĩ là nên giữ lại đồng chí Nam. Khi để đồng chí Nam đạp cửa, đồng chí Vọng vào là bia. Ném quả lựu vào cho chắc vậy. Mấy thằng rồi mà. Nhà 3 thằng. Quan trọng là giết được thằng này này. Rồi. Đồng chí Vọng thì chắc là sẽ cho nấp vào một góc nào đấy. Lên anh em ơi. Rồi. Rồi. Đấy, ném quả lựu vào nhá. Là tôi tỉa thằng này luôn này. Đấy. À, đồng chí Nam vào bắn. Đồng chí Vọng lại đứng cản cửa rồi. Đồng chí Nam nó giết được hai người rồi. Bây giờ đồng chí Vọng bắt đầu tiến vào. Anh rất vô dụng. Ôi, bây giờ cho bắn được thằng đen trước. Đúng rồi. Đồng chí Nam ra. À đây, bây giờ đây. Sniper là hết anh em ạ. Hai đồng chí nhát quá. Đồng chí Vọng. Anh sẽ luồn cửa sau vậy. Tôi. Anh lại giúp vào góc bếp làm gì không biết. Đói chăng? Ôi, cửa tự mở rồi anh em. Đấy, đồng chí Nam solo cả đôi rồi. Ui dồi, ôi đồng chí Vọng đạp cái cửa.
vào cái chỗ không người trong khi đồng đội đã bắn xong. Ôi, bó tay luôn đấy, thật sự. Anh chỉ có tác dụng mang súng và mang đạn hay sao ấy. Nhà vệ sinh thì không có, anh chết không có gì cả. Đồng chí Vọng quyết định là hỏi đồng đội xem có nên vào không. Anh định ném lựu chăng? Ném làm sao được, cái đấy là tường nhà mà. Anh hãy dùng não đi, tôi nghĩ chắc cả não của anh sẽ dùng được. Tay chân là phế rồi đấy. Vẫn đang lưỡng lự, mất bao nhiêu thời gian. Cứu con tin này chết. Đồng chí Vọng đã quyết định lại đứng thụt lùi rồi lại rồi. Ném vào đấy à, ném vào gầm giường à. À đây đây. Có cần thiết không? Sao đồng chí Nam sẽ check tầm nhìn ngay. Tôi nghĩ là cho đồng chí Nam phi vào luôn. Cân ba luôn. Chứ đồng chí Vọng tôi thấy là không ăn thua đâu. Đấy. Ôi dồi ôi, bom chưa nổ. Đồng chí Nam đã giải quyết được hai người rồi. Ok, còn người ạ. Ôi, đồng chí Vọng kinh thật. Tôi nghĩ là một pha bắn rùa của anh hoặc là đạn lạc. Tôi không rõ đời là đồng chí Nam hay đồng chí Vọng bắn nữa. Tôi nghĩ là đồng chí Chí Nam. Trông chuyên nghiệp lắm. Bắt được thằng chùm rồi. Đấy, easy. Có thể mới bắt đầu nó easy nhỉ mà. Tập sự. Cái gì đây? Đây là cả hai cùng vào à? Chuyện gì chả có thằng đạp cửa. Kiểu chia team là ở đây có bốn đồng chí rồi. Càng đây. Ngôi nhà này có vẻ rất rộng. Không có chỗ nấp. Tôi sẽ chia team AB. Anh cứ đổi người. Tôi muốn đổi đồng chí Vọng có được không ạ? Không ai đồng ý. Chị support này. Đồng chí Vọng ra. Không ai chịu vào đội với đồng chí Vọng nữa. Khó nhở. Tôi chơi vậy. Tình hình là đạp cái cửa này ra chắc là sẽ rất nhiều súng này. Đạp cửa trước này. Đạp cửa thì chắc là cho đồng chí Vọng đạp cửa này. Đồng chí Tuyên sẽ đứng lên trước tầm nhìn này. Sau đó cho đồng chí Nam vào bắn cả thế giới. Tôi nghĩ hợp lý. Like à? Quên anh không kịp đọc hướng dẫn rồi. Nút like à anh em? Đồng chí... hai đồng chí A kia là đứng ở đấy rồi. Lựu vào. Vào chắc nhỉ. Đấy, đồng chí Nam mà chuyên đi lắt léo à. Tránh đạn luôn. Đấy. Nhìn nó phức tạp. Đồng bạn không bắn được. Anh em chưa apply CS phải mẹ đứng lên ngồi xuống nhẹ, nhảy nhảy lách trái lách phải đây thế sao đứng yên được. Xong chưa nhỉ? Chắc là thế thôi nhỉ. Hy vọng sẽ vào cuối cùng để hốt xác nào. Bắt đầu. Ơ không ai vào à? Ôi, đứng hết ở cửa kia. Ôi, đồng chí Vọng đứng cản cửa kia. Chết hết. Ôi, ôi.
thắng anh em ạ. Tôi tuyên bố là chỉ có một đồng chí hy sinh thôi, đó là đồng chí Tuyên. Tôi không hiểu sao đồng chí chết. Không kịp nhìn, tôi chỉ biết đồng chí Vọng đứng cản cửa thôi. Nhưng không sao, rất tiếc. May mắn là chúng ta cũng chiến thắng. Nhưng may là chiến thuật của tôi là chắc quá. Quả liệu là gần như là bước ngoặt luôn. Đại đình có vẻ phức tạp và rộng lớn hơn nhỉ. Đạp cửa kính này vào trong này này, check tầm nhìn. Đạp cửa chính luôn, check tầm nhìn kịp không? Hai anh này sẽ đánh ở bên phải này. Để tôi chưa biết được là anh Vọng là anh nào. Và đây là anh Vọng đây. Chắc là sẽ cho đứng ngồi đằng sau thôi. Tránh anh này cản kiểu. Ôi, anh Nam đã làm hết cả thế giới rồi. Thằng đang nấp. Anh Vọng đang lò dò tiến vào. Ôi, anh Vọng móc lốp quá hay. Bây cho Vọng đứng ở đây nào. Bên kia là Tuyên đã đang dẫn đội đi check cả góc bên tòa nhà rồi. Quá hợp lý anh em ạ. Chết. Quyền trước nhà vệ sinh. Con tin đây rồi. Đơn giản quá. Để góc vườn có. Gì đấy. Ôi dồi. Đôi luôn, anh Tuyên bắn quá xuất sắc. Tuyên đã check tầm nhìn rồi, Vọng tiến lên. Tiến lên em đừng sợ. Đúng rồi. Vào đi em. Anh Vọng rất chắc bài ở chờ Nam đi cùng. Nam lại đi trước luôn. Đấy là vẫn là Vọng. Ôi, Nam chơi cả đôi anh em ạ. Còn mấy phòng cuối thôi. Vào hẳn đi em. Lại chui ở góc ấy. Đấy. Bắn luôn. Ủa, hợp lý quá. May trận này không chết ai anh em ạ. Quá đơn giản. Gì đấy. Thay đổi đường đi à. Tôi trong đầu tôi hết rồi anh em. Một cửa à. Vào này nó bắn cả đội đi chết. Đấy ông Dâu Vọng nằm ra đấy chết tôi. Một cả đội ấy. Đúng rồi, có người chết này nhìn trước này. Sau đó một người đạp cửa đi vào luôn này. Lắp sau cái xe ấy. Đúng rồi. Lắp sau cái xe. Hai người kia vào sau cũng được. Nhầm nhầm. Đây là đồng chí Vọng. Tôi phải xóa ngay. Xóa ngay đường đi ngay. Xóa anh vào hẳn. Đấy đúng rồi. Chính xác. Chúng ta sẽ góc là góc chuyển ra nhiều cửa sổ kính cứ nhở. Kéo nó bắn vào kính thì chết giờ. Tiền Đức thì chắc là cho ra góc phải đi. Ôi, ba thằng đứng chờ. Ôi ôi, đồng chí nào? Đồng chí Vọng lại đứng cản anh em kìa. Ôi, đồng chí Vọng đã hy sinh rồi. Anh đứng ở giữa cửa thế kia. Đành phải bắn đồng chí Vọng. Tại vì địch có đông quá. Hy sinh một người, bắn được ba người. Chúng ta có lãi. Ôi, đồng chí Tuyên đã bị bắn lén rồi. Bây giờ chỉ có một đồng mình đồng chí Đức thôi. Mà địch còn đông cái kia cơ mà. Ôi, quá khó cho đồng chí Đức. Tay còn cầm lục. Ôi, có một thằng kìa.
Ui hai thằng. Ui. Ui ôi mình được chứ. Đừng chỉ được solo. Quá khổ. Ôi. Địch bắn rát thật. Nó ra đấy bắn rồi. Ôi ôi ôi. Ui. Đồng chí Đức bất tử à? Đấy. Đấy, đi này địch phải không biết này. Tôi nhớ biết có một thằng ở vườn nhá. Đấy, tụi nó bắn tôi đấy. Ôi, ôi bắn lén kìa. Đấy, ui. Vãi đồng chí Đức này solo cả team ạ. Vãi trưởng. Chưa. Tôi bỏ tay luôn ạ. Tango inside. Sniper. Có vẻ khó nhỉ. Ôi nó cho 15 giây thì kia là vào muộn là nó bắn chết con tin luôn à. Đây vẫn là bốn đồng chí Tuyên Đức, Vọng Nam. Khó quá anh em ạ. Mép rộng kia. Rồi như nào? Cái này chắc phải dùng chiến thuật kiểu phức tạp ấy. ABCD ấy, kiểu vậy. Đạp cửa rồi. Liệu rồi là hoạt động 2434 hút thìa các kiểu. Khó qua là này đấy. Lưu rồi. Cửa nó đóng lên đóng lên. Mà chắc gì có người đấy mà lém lưu. Thằng sniper kia thì bắn được một thằng. Hai thằng đen thì nó dã chết. Hai con tin cơ mà, còn một thằng nó dí cái máy quay cái kia cơ mà. Khó nhờ. Thử phát này xem nào. Bắn thằng trắng này. Nhiều phương án quá anh em ạ. Đầu tôi đang bây giờ có khoảng 3600 cách. Tính đủ các phương án đấy. Bây giờ đập cửa vào gây tiếng động bắn con tin cũng có thể. Ôi, sao cái kia 15 giây còn 11 giây kia. À, rồi đã bắt đầu đập cửa thôi. Vào. Time to say goodbye. Ôi nó bắn chết con tin luôn kìa. Đấy. Anh em thấy không? Đấy, vào cửa cái bắn luôn ạ. Tango inside. Vừa chưa được đến cửa thứ hai nó bắn chết cha rồi. Không bắn vào ấy vội vậy. Ôi 4 giây luôn, 5 giây luôn, 3 giây, 2 giây, 1 giây. Time to say goodbye. Nó bắn chết con tin anh em ạ. Đó là 15 giây là nó bắn luôn. 15 giây nó bắn luôn. Nó cũng thể go inside. 15 giây bắn luôn thì 15 giây bắn luôn. Thế thì vào con mẹ nó luôn đi. Phi con mẹ vào đội vào phòng luôn. Nghĩ đéo gì nữa. Đổi đồng chí Vọng nhá. Tôi nghĩ là cần một người thông minh hơn chút. Đó. Đẹp trai hơn. Tôi mẹ ạ. Tôi sẽ thay tôi vào một kính đẹp trai. Thế thì có thể là xông thẳng mẹ vào phòng đấy luôn anh em ạ. Mẹ đi đến nửa đường nó bắn chết cha rồi. Phi mẹ vào luôn. Eo nghĩ đi đâu giết đến đấy. Đấy là chiến thuật của tôi. Tôi vào tôi làm đội trưởng. Tôi thay thế đồng chí Vọng tôi vào. Đấy. Đúng rồi. Đồng chí Đam tay to. Phi mẹ vào đây luôn. Bắn chết cha thật đẹp. Đồng chí Đức tay to, phì mẹ vào luôn.
đồng chí Tuyên nữa, chân to vào nốt. Các đồng chí chết tôi sẽ cần hết bọn nó cho các đồng chí xem, yên tâm đi, tin tôi. Vào xô đạp mẹ cái ba thằng đạp được đạp mẹ đấy đấy bắn mẹ được đúng rồi đấy anh em hiểu không đấy. Bây giờ cho đồng chí này, Tuyên này, đi giải quyết nốt anh em vì vào chậm quá đơn giản. Đồng chí Đức lập công đấy. Ừ, easy anh em ạ, không ai chết luôn, quá kinh, không cần sniper luôn. Tôi trời đơn giản quá anh em ạ. Tôi vào cái nó khác biệt ngay. Đây rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến đấy là phần 6 người. Đúng nhỉ? Không thêm được một người vào góc này à? À, có thêm đồng chí nữ rồi. Bây giờ sẽ chia đội ra. Số này rộng đây. Đồng chí Tuyên Đức trận trước lập công, trận này cho phi hẳn vào nhà luôn anh em ạ. Đồng chí bắn tay to cân cả thế giới luôn. Đúng rồi. Hai đồng chí mới này thì tôi chưa kịp đặt tên. Có thằng khủng bố ở đây luôn à? Vô lý thế nhỉ? Đây là Nam Tuyên anh em ạ. Nam Tuyên. Ôi, bắn luôn rồi. Đấy, thấy chưa? Anh em thấy chưa? Đồng chí, tôi chết rồi. Đồng chí Tuyên chết rồi. Còn Đức với cả Nam. Đồng chí nữ chết lúc nào nhỉ? Bốc hơi nhanh thế nhỉ? Tại đúng là nữ vào chẳng có tác dụng gì. Vút trụ à? Đây rồi, đồng chí Đức đi cân thế giới rồi. Có hai đồng chí tay to Nam Đức đây, tôi yên tâm anh em ạ. Không phải nghĩ nhiều. Thật. Trận này không có đồng chí vọng cái bắn tay nó tin tay hẳn đấy. Đấy, anh thấy chưa? Bắn xuyên cửa sổ kia mà. Chết này. Ôi chết rồi. Ôi đồng chí Nam bị nó bắn qua cửa sổ chết rồi. Ôi đồng chí bị ném bom nữa kìa. Ôi đồng chí Đức lại bắt đầu solo chăng. Đấy có một thằng đấy bắn rất chuyên nghiệp. Ngó ra ngó vào. Ôi chết mẹ ơi. Restart à? Ít nhờ. Chết nhanh quá nhờ. Chưa ra. Mẹ vẫn còn hai đồng chí này. Ô vãi trưởng ạ, đồng chí mẹ. Tôi quên mất, tôi với đồng chí vọng đang đứng trên này anh em ạ. Tôi đang không để ý. Đáng lẽ mơ phải tác chiến ở trên này. Không sao. Đồng chí vọng đi trước đi. Đồng chí vọng ở đây giết thằng kia trả thù đồng chí Đức. Đúng rồi. Tôi nghĩ là sẽ cho. Đấy, tôi vào là khác bọt anh em ạ. Ôi vãi, nó bắn chết tôi mà chết đồng chí vọng kìa. Ôi vãi trưởng. Hay đồng chí vọng bắn chết tôi nhỉ? Này, thấy đứng đằng sau không trúng đạn, tôi mới ăn 3 viên đạn. Đồng chí vọng có vẻ đang điên cuồng đi tìm địch để trả thù, không thấy có một chiến thuật tí gì. Anh đạp từng cửa một. Đấy. Đi rất vô láo, theo bài bản gì cả. Và coi như kiểu địch đang trốn anh ấy. Mình anh vọng thắng làm sao được. Tôi nghĩ trận này chắc là phải reset rồi. Chứ cái kiểu cứ đạp thực lực cái này. Đấy là tìm từng ngõ ngách thì tôi bó tay. Không có độ tin tưởng anh em ạ. Đấy. Đấy check từng bụi một. Đi vào cái chỗ mẹ không có ai.
vẫn còn người à? À chắc hai cái nhà này. Đấy, tôi tin chắc chỉ một viên nữa là đồng chí Vọng sẽ nằm xuống em ạ. Chứ còn kiểu đã đánh không bài bản chiến thuật này thì khó thẳng lắm. Trách làm gì? Vào thôi. Ôi, ôi, đồng chí Vọng bất tử anh em ạ. Nó bắn thằng sao rát thế không chết. Ôi vãi thắng kìa. Tôi chịu bó vẻ tay luôn đấy. Trong mày trời này thôi nhỉ. Anh em mà yêu thích cho xin một like và subscribe nhá. Chào anh em nhá. Bó tay.